Giới thiệu với các bạn cái bộ động cơ giảm tốc 60V 2072V 2200W. Cái này bên em có cả 60V và 72V. Động cơ này là của hãng Uli Motor. Đây, nó dập nổi đây, Uli Motor này. Đấy. Điều khiển này là điều khiển lắp điều khiển 3000W nhé. Động cơ thì 2200W. Đấy, nhưng mà điều khiển thì 3000W. Đây, lắp ra đảo chiều này. Đảo chiều này thì nó bền hơn. Đây là đang chạy 48 cho nên nó hơi chậm. Con này có tốc độ đầu ra là gần 600 vòng trên phút nhé, 595 vòng trên phút này. Đấy, bộ điều khiển là 3000W. Cái này dùng để lắp vào cầu trực tiếp cũng được, lắp kéo nhông xích cũng được. Đấy. Trên thân động cơ này đều có mã vạch các thứ này, đều có dập chữ chìm của nhà sản xuất. Đấy. Con này của nó là nặng khoảng 13 kg, 14 kg. Điều khiển 3000W. Điều khiển 3000W này.